Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên chất vấn. Dưới sự chủ trì và điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực dân tộc và chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Quốc hội đã dành 60 phút để tiếp tục chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trong phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm và việc phối hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Theo ý kiến tranh luận của đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thì Nghị quyết số 120 đã giao bố trí vốn cho Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì tổng hợp, theo dõi, giám sát. Nhưng đến nay tại nghị trường, Bộ trưởng cho rằng vấn đề này đã giao hết cho địa phương, đó là trách nhiệm của địa phương, như vậy không đúng. Về bố trí vốn thì Bộ trưởng có nói là việc bố trí vốn là giao hết cho địa phương. Tôi nghĩ là đây là nếu mà xét dưới giác độ trách nhiệm thì không đúng. Nghị quyết 120 cũng đã giao việc bố trí vốn cho Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì tổng hợp, theo dõi, giám sát. Thế nhưng đến ngày hôm nay trước nghị trường thì Bộ trưởng nói là giao hết cho địa phương và Bộ trưởng cho rằng là đấy là trách nhiệm của địa phương. Thì tôi nghĩ là như thế là chưa ổn. Vấn đề thứ hai là về cơ cấu vốn. Thì ở trong nghị quyết 120 nêu rất rõ vốn đầu tư 50, vốn sự nghiệp 54 và trong quá trình điều hành thì Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc để tăng tỷ lệ chi đầu tư. Thế thì ở đây cái nhiệm vụ tăng chi đầu tư là rất rõ rồi. Thế nhưng khi mà đọc báo cáo số 100 của Chính phủ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà phân bổ cho rất nhiều hội thảo rồi công tác tư vấn là nó chưa hợp lý. Tôi đã nói từ ngày hôm qua là trong lúc nguồn lực có hạn, người dân thì có rất nhiều nhu cầu cấp thiết, thì chúng ta đầu tư cho hội thảo, tư vấn là không hợp lý. Trước hết thì với trách nhiệm được phân công là người chỉ huy cái việc tổ chức thực hiện 3 chương trình này, chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội và đặc biệt xin nhận khuyết điểm trước bà con đang sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vì chương trình này và kể cả 2 chương trình còn lại đã thực hiện không đúng theo yêu cầu đặt ra. Hay nói giản dị là rất chậm. Theo số liệu chúng tôi có được thì đến 31 tháng 5 năm 2023 thì phần vốn của năm 2022 cho chương trình này chỉ đạt 58,49% cái vốn đầu tư phát triển. Và riêng vốn của năm 2023 thì chỉ có đạt được 17,01% cái vốn đầu tư phát triển. Mặt khác, chúng ta chỉ còn 2,5 năm nữa để thực hiện cái giai đoạn 1 của cái dự án này. Theo Bộ trưởng thì các chính sách hiện nay đã đủ để giữ chân đồng bào và thu hút lao động đến làm việc ở khu vực biên giới hay chưa? Có nên có chính sách đặc thù riêng cho khu vực biên giới hay không? Để mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, như Nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị đã nêu. Hiện nay theo cái phân định 3 khu vực, theo trình độ phát triển, thì một số các cái xã, thôn ở là người có người dân tộc thiểu số sinh sống nhưng mà là xã biên giới thì không còn nằm trong vùng đặc biệt khó khăn nữa. Cho nên một số chính sách được thụ hưởng của giai đoạn trước là không tiếp tục được thụ hưởng nữa. Thì để tháo gỡ vấn đề này thì xin báo cáo các đại biểu là có 12 chính sách như hôm qua tôi đã báo cáo trước Quốc hội là các bộ ngành sẽ giải quyết và xử lý 12 chính sách này và bổ sung thêm các đối tượng không phải là thuộc diện ở các xã thôn đặc biệt khó khăn thì sẽ giải quyết được một phần. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo như Bộ trưởng đánh giá là đã cơ bản hoàn thành, nhưng theo tôi và theo cái kết quả giám sát vừa rồi thì kết quả nó không thực sự như vậy. Tôi lấy đơn cử riêng 3 thông tư Bộ Tài chính, đó có tới 87 điều khoản mà dẫn chiếu ở các thông tư và các cái nghị định khác nhau, và có những điều khoản mà dẫn chiếu đến lần thông tư dẫn chiếu lần thứ 3, và có những nội dung dẫn chiếu đến một nội dung lại không có cái kết quả cụ thể. Đây cũng là một cái khó cho các địa phương. Giải quyết khó khăn của 861 thì cần có phải có giai đoạn chuyển tiếp. Thế thì phải kết hợp giữa hai vấn đề. Một là đối với một số chính sách mà sau 861 là các một số địa phương không được thụ hưởng nữa. Thì nó liên quan đến chính sách, cho nên các bộ ngành cũng vẫn phải kết hợp và sửa đổi cả chính sách đó. Theo hướng là bổ sung đối tượng, mở rộng đối tượng, địa bàn mà không phải là xã đặc biệt khó khăn để tiếp tục được thụ hưởng. Đây là chính sách đối với người dân tộc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.
tập trung triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất. Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng mặc dù lần đầu tiên trả lời chất vấn, song Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, tập trung trả lời vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập hạn chế, đồng thời đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực phụ trách. Thế là Bộ trưởng cũng khó giải quyết cái việc trả lời hết ý hay là giải quyết cái việc là những cái nội dung nó liên quan đến các bộ ngành và thậm chí là cái quyền quyết định, mặc dù là phối hợp nhưng cái quyền quyết định lại thuộc cái bộ ngành lớn như là Bộ Nông nghiệp để về đất sản xuất, đất ở, rồi hay là Bộ Giao thông Vận tải về cái hạ tầng giao thông, rồi là Bộ Xây dựng liên quan về cái vấn đề xây dựng nhà ở, nhà cửa, và nó liên quan ràng buộc nhiều cái luật, nên là Bộ trưởng cũng có lẽ là cũng chưa ngồi lại để bàn bạc thống nhất với các bộ ngành để có một cái phương án trả lời. Và cái giải pháp mà theo tôi nghĩ sắp tới là ngành dân tộc cần phải nỗ lực hơn. Bản thân mình cảm thấy rất trân trọng, bởi vì lần đầu tiên mà với một cái phong thái và cách trả lời rất là nhiệt tình, trách nhiệm và rất là cầu thị. Bản thân mình cũng là người dân tộc thiểu số, mà vấn đề mà khi có đại biểu Lạng Sơn hỏi vấn đề mà trăn trở đó, Bộ trưởng trả lời mình rất là đồng tình. Đó là cái kết quả dù mình làm như thế nào, bằng phương pháp gì, nhưng mục đích sau cùng là để cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số khắp mọi miền của Tổ quốc thực sự được cải thiện và nâng cao. Đó là cái việc mà giảm nghèo phải bền vững. Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn chính. Quan tâm đến việc tại sao thị trường công nghệ Việt Nam chưa phát triển, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình cho biết, để phát triển thị trường khoa học công nghệ, từ năm 2011 đến nay, Bộ Máy Quản lý Nhà nước về Khoa học Công nghệ đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành. Chính phủ cũng đã ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030. Mặc dù vậy, thị trường khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay vẫn còn hạn chế. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân vì sao thị trường khoa học công nghệ Việt Nam vẫn chưa phát triển và trong thời gian tới cần tập trung thực hiện giải pháp căn cơ gì để phát triển thị trường khoa học công nghệ. Thời gian tới cần có cơ chế chính sách gì để nâng cao năng lực hấp thụ, thúc đẩy ứng dụng đổi mới nghiên cứu và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp. Cơ chế chính sách chưa thực sự phát huy và khó tiếp cận đối với các doanh nghiệp, các hoạt động kết nối cũng như dịch vụ hỗ trợ đi kèm chưa hiệu quả. Thứ hai là nguồn lực từ ngân sách, từ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động này còn khiêm tốn, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật hạn chế. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh các cái cơ chế chính sách và trực tiếp là Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ điều chỉnh những cái quy định cho nó phù hợp với thực tiễn. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ thúc đẩy cái chương trình về tìm kiếm, chuyển giao, rồi làm chủ, rồi phát triển cái công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ứng dụng đề tài khoa học vào đời sống cũng được các đại biểu quan tâm. Trong 5 năm qua, thì số đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước có bao nhiêu đề tài được đưa vào ứng dụng, và trong số đó có bao nhiêu đề tài mang lại kết quả thiết thực. Cũng báo cáo với lại đại biểu Quốc hội là các cái đề tài mà nghiên cứu thì như tôi nói là nó có rủi ro và nó có độ trễ. Không phải là lúc nào cái đề tài nghiên cứu nó cũng có kết quả và cũng có thể là chuyển giao công nghệ đưa vào ứng dụng ngay. Bởi vì cái công tác chuyển giao thương mại hóa đưa vào ứng dụng không phải là nhiệm vụ của chính của các nhà khoa học, mà đó là các cái đơn vị trung gian kết nối giữa các trường, các viện và các doanh nghiệp. Đấy.
Thì hiện nay thì nhà nước cũng có tạo những cái cơ chế chính sách để khuyến khích làm sao cho ngày càng nhiều cái kết quả nghiên cứu khoa học của chúng ta được chuyển giao từ nhà trường, từ viện nghiên cứu ra ngoài xã hội. Tất nhiên là để làm điều đó thì hiện nay các cái cơ chế chính sách cũng còn nhiều cái vướng mắc mà chúng ta cần phải tháo gỡ. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội cũng chất vấn về các vấn đề về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong các nền sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp đang vướng mắc và chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chiều nay, Bộ trưởng và các thành viên chính phủ liên quan sẽ tiếp tục làm rõ thêm các nội dung được chất vấn và trả lời chất vấn. Thưa quý vị, sáng nay gần 500 đại biểu đến từ các cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan chính phủ Việt Nam, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị phổ biến hướng dẫn nghị định số 13 của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính: phổ biến hướng dẫn triển khai thi hành nghị định số 13 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các tổ chức doanh nghiệp và trao đổi giải đáp những câu hỏi có liên quan đến nội dung của nghị định. Trong đó, báo cáo trung tâm đã đánh giá khái quát, đậm nét về sự cần thiết ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, làm nổi bật thực trạng, nguy cơ, thách thức đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và quá trình xây dựng nghị định trong 4 năm hết sức công phu, kỹ lưỡng. Tiếp theo trong chương trình, Thủ tướng ban hành công điện đảm bảo cung ứng điện. Tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 517 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, khẩn trương chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp đủ than khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN, khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các nhà máy điện thuộc thẩm quyền, sớm đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2023. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với EVN, các tổng công ty điện lực trong thực hiện công tác tiết kiệm điện tại địa phương, thực hiện các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới. Những ngày gần đây ở nhiều nơi của khu vực Hà Nội đã xảy ra tình trạng cắt điện, cộng thêm nắng nóng đỉnh điểm 39 độ C đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đáng nói, nhiều người dân cho biết việc cắt điện không được thông báo trước khiến tất cả đều bị động ứng phó. Mất điện, chị Tạ Thị Lý phải ra ngõ nhặt rau để chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Để đối phó với nắng nóng mùa hè khi mất điện, người dân đã phải tìm nhiều cách. Thì bây giờ đang có điện và tự nhiên mất điện đột ngột, đông ra là các cháu nó đang nóng, ra nó chạy hết xuống đường nó chơi. Mong muốn là nếu mà có khi nếu mà cắt điện thông báo đấy một tiếng thì là người dân chuẩn bị, có khi ở nhà có máy lổ ấy thì người ta mở lên thì các cháu nó đỡ nóng hơn. Giờ em đang phải đưa các cháu sang Vincom cho mát vì không có điện. Mất điện, trung tâm thương mại thành chỗ nghỉ mát của nhiều người. Đây cũng là lý do lượng khách đổ về trung tâm thương mại này tăng đột biến, đạt 180.000 lượt người, tăng 30% so với ngày thường. Trung tâm thương mại đã phải chuẩn bị ghế ngồi, mở rộng không gian cho mọi người nghỉ ngơi. Như bình thường thì khi mất điện cái thì hệ thống máy phát của siêu thị cũng phát ngay lập tức và chúng tôi cũng có điện để duy trì hoạt động một cách rất là bình thường. Tuy nhiên bên trung tâm thương mại, cái hệ thống điện cũng không được cung cấp đầy đủ, các gian hàng đều phải đóng cửa và không hoạt động. Hệ thống điều hòa thì cũng không duy trì được như mức bình thường. Nhiều người có thể chọn đi chỗ khác cho mát. Thế nhưng, những chủ kinh doanh như anh Vinh thì vẫn phải duy trì và thêm thông báo mất điện mỗi khi có khách. Đang nghe mất điện là sở điện là phải thông báo đồ đạc toán đồ đông lạnh
mà nếu mà mất khoảng 4-5 tiếng là hỏng hết hàng là chết giờ. Đấy, thứ nhất là ảnh hưởng đến cửa hàng. Trước bức xúc của người dân, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông tin, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc chống bán phá giá cáp thép. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan, ngày 5 tháng 6, Bộ Công Thương ban hành quyết định số về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày. Trong đó, nêu rõ việc gia hạn ban hành quyết định điều tra thêm 30 ngày đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm cáp thép dự ứng lực được phân loại theo các mã có nguồn gốc từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Do vậy, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này được gia hạn đến ngày 5 tháng 7 năm 2023. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm trên 84%. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 5 tháng, xuất khẩu rau quả đạt 1,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng trưởng đứng thứ hai chỉ sau ngành gạo. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến 573% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 84,3% tổng giá trị xuất khẩu loại quả này. Hiện Việt Nam có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Ngoài sầu riêng chính ngạch, Việt Nam và Trung Quốc còn ký nghị định thư với các loại quả như măng cụt, chuối và đang đàm phán để ký nghị định thư về thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chôm chôm, xoài. Thưa quý vị, liên tiếp trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực thủy sản đều giảm sâu, hoạt động nuôi trồng sản xuất trong nước cầm chừng. Tháo gỡ những điểm nghẽn đang gây cản trở cho hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản là hết sức cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Đây cũng là chủ đề của Tâm điểm Kinh tế hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hà. Quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ giảm 50%. Các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU cũng lần lượt giảm 11%, 22%, 13% và 29%. Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm 23,9% so với tháng trước, ước đạt 800 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, thị trường thế giới vẫn bị tác động nặng nề bởi lạm phát, kinh tế suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu giảm và giá nhập khẩu cũng giảm theo. Thị trường khó khăn, sản xuất nguyên liệu trong nước bị chững lại. Cả bà con nông ngư dân và doanh nghiệp đều thiếu vốn để duy trì nuôi trồng, khai thác và chế biến. Những gói tài khóa tiền tệ trực tiếp cho ngành thủy sản sẽ là trợ lực để ngành này lấy lại đà tăng trưởng như trước đây. Bước sang năm 2023, xuất khẩu thủy sản sụt giảm đáng kể, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Trong nước, tình hình nuôi trồng, sản xuất thủy sản cũng gặp bế tắc ở nhiều khâu. Gia đình ông Đinh Văn Mười nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Với người dân vùng hồ, lâu nay nuôi cá vẫn là thế mạnh. Nhưng những tháng gần đây, việc tiêu thụ thủy sản bị đình trệ. Thời gian gần đây thì cũng do ảnh hưởng giá cả. Cái thị trường tiêu thụ thì hạn chế. Tiền mà đầu tư thức ăn cho cá thì lại tăng quá cao so với cái mặt bằng, với cái điều kiện của người dân ở đây. Còn cái đầu ra thì do cái dịch bệnh, các cái nhà hàng như là khách đi lại thì nó hạn chế cho nên là khó tiêu thụ. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh, thời điểm này chịu bán không có lãi nhiều lô hàng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao liên tục. Trong khi đó, giá đầu ra vẫn phải giữ nguyên. Thực sự đây là bài toán lớn không riêng chỉ ngành thủy sản mà tôi nghĩ là cho ngành nông nghiệp. Tất cả giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng rất cao. Nhưng cái đầu ra gần như đặc biệt với như doanh nghiệp như chúng tôi cung cấp cho các hệ thống siêu thị thì luôn luôn yêu cầu phải bình ổn về giá.
là gần như cái có những thời điểm là doanh nghiệp phải bù lỗ vì là giá thì không tăng được mà đầu vào thì phải tăng và lương của công nhân cũng không thể nào là để giữ nguyên cái mức được. Trước tình hình người dân ngại thả nuôi vụ mới do chi phí tăng cao và e ngại thị trường tiếp tục xấu, cần phải có sự định hướng, hỗ trợ để kích cầu, tạo tâm lý yên tâm cho nông, ngư dân duy trì sản xuất. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành lần thứ 3. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc giảm lãi vay đối với các doanh nghiệp, người dân. Tôi nghĩ là các gói chính sách tín dụng đã tung ra thời gian vừa qua thì rõ ràng nó cũng sẽ, thứ nhất là ở cái mức lãi suất là tương đối phù hợp. Thứ hai là tạo cho cái điều kiện doanh nghiệp tiếp cận vốn tích cực hơn và dễ dàng hơn. Thế và cái thứ ba thì đối với câu chuyện về 10.000 tỷ cho lâm thủy hải sản thì tôi nghĩ là nó cũng không phải quá là khó khăn, bởi vì thực tế là các ngân hàng đã bố trí vốn đó trong thời gian vừa qua. Vấn đề là sắp tới triển khai thực hiện nó như thế nào. Tuy nhiên, dù đã giảm lãi suất lần 3, nhưng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp vẫn neo ở mức cao, từ mức 9% trở lên. Điều kiện cho vay cũng ngặt nghèo do các ngân hàng thương mại phòng vệ các mức độ rủi ro từ phía doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp thủy sản vẫn chờ những chính sách hỗ trợ trực tiếp hơn để có vốn duy trì nuôi trồng, sản xuất, không bị đứt gãy cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước, cũng như khi xuất khẩu phục hồi. Trong chế biến sản xuất thủy sản, ngoài những gói hỗ trợ của chính phủ, cần tìm kiếm thêm thị trường mới cho xuất khẩu ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu. Cùng với đó, giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào từ việc nhập khẩu, gia tăng sản xuất trong nước với chi phí giá thành rẻ hơn để tự chủ đối với nguyên liệu đầu vào. Đây là những giải pháp tổng hòa để gỡ khó cho ngành thủy sản trong nước, bảo đảm là một trong những ngành chủ lực của nông nghiệp Việt Nam và đạt mục tiêu xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Ấn Độ, Đức tăng cường hợp tác quốc phòng. EU gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine tại 5 nước thành viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rajnath Singh đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại thủ đô New Delhi để bàn về hợp tác quốc phòng. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đức đã thảo luận về các vấn đề khu vực và những ưu tiên chung. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở thủ đô New Delhi. Trong chuyến thăm 4 ngày tại Ấn Độ, ông Boris sẽ gặp một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ tới thành phố Mumbai thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ và nhà máy đóng tàu Mazagon Dock. Đức và Ấn Độ dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ về việc chế tạo tàu ngầm tại Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngày 6 tháng 6, Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự chế tạo mang tên Fatah, có thể nhắm bắn các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ và Israel, kể cả hệ thống vòm sắt, và là một đột phá trong lĩnh vực tên lửa. Truyền thông nhà nước Iran đăng tải các bức ảnh tên lửa mang tên Fatah tại một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Ebrahim Raisi và các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Truyền hình nhà nước đưa tin tên lửa Fatah có thể nhắm bắn các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của kẻ địch và là một đột phá thế hệ trong lĩnh vực tên lửa. Thông tin cho biết tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ và Israel, kể cả hệ thống vòm sắt. Tốc độ tối đa của Fatah đạt 15.000 km/h. Tên lửa siêu vượt âm này có thể bay với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và theo một quỹ đạo phức tạp, khiến tên lửa này khó bị đánh chặn. Ủy ban châu Âu EC đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sang Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria cho đến ngày 15 tháng 9. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Stelus đăng trên Twitter, Ủy ban châu Âu EC đã gửi bản dự thảo quy định mới cấm nhập khẩu 4 sản phẩm ngũ cốc Ukraine vào 5 quốc gia Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria, với thời gian hiệu lực được quy định trong dự thảo là đến ngày 15 tháng 9 năm nay.
Lệnh cấm trước đây của EU liên quan tới các sản phẩm lúa mì, ngô, hạt cải sầu và hạt hướng dương của Ukraine đối với 5 quốc gia thành viên đã hết hạn vào ngày 5 tháng 6. Động thái này của EU đồng nghĩa với việc lúa mì, ngô, hạt cải sầu và hạt hướng dương của Ukraine sẽ bị cấm bán ở 5 nước đã nêu. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn được phép quá cảnh qua 5 quốc gia này để xuất khẩu đi nơi khác, kể cả sang các thị trường EU khác. Ngày 6 tháng 6, hàng trăm nghìn người dân trên khắp nước Pháp lại xuống đường tiếp tục ngày biểu tình thứ 14 với hy vọng gây sức ép buộc chính phủ phải hủy bỏ kế hoạch cải cách hưu trí nhiều tranh cãi. Nhà chức trách cho biết dự kiến sẽ có khoảng từ 400.000 đến 600.000 người sẽ tham gia 250 cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp. Tại thủ đô Paris, hàng chục nghìn người đã mang biểu ngữ, cờ, hô vang khẩu hiệu phản đối việc nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Đáng chú ý, một nhóm quá khích đã phóng lửa đốt xe giữa đường, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Hiện lực lượng an ninh Pháp với tổng cộng 11.000 người đã được triển khai trong tình trạng cảnh sát cao độ với các nhóm cực đoan vô chính phủ, thường trà trộn vào các cuộc tụ tập đông người để đụng độ với cảnh sát và phá hoại tài sản. Dự kiến hoạt động biểu tình có thể gây gián đoạn nhẹ với các chuyến tàu liên thành phố. 1/3 các chuyến bay rời sân bay Paris-Orly cũng đã bị hủy. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia là 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại diện của 192 nước thành viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu thay thế 3 ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đại diện cho khu vực châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương, 1 ghế đại diện cho khu vực Đông Âu và 1 ghế đại diện cho Mỹ Latin-Caribe. Trước thêm bỏ phiếu, chỉ duy nhất khu vực Đông Âu có 2 ứng cử viên Slovenia và Belarus tranh cử, trong khi các khu vực khác chỉ có duy nhất 1 ứng cử viên. Theo kế hoạch, 5 nước mới đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và thay thế cho các nước ủy viên không thường trực sắp mãn nhiệm gồm Albania, Brazil, Gabon, Ghana và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. 5 nước ủy viên không thường trực còn lại là Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.